Tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư Việt Nam Liên bang Nga thông qua hội chợ triển lãm. Hội thảo có sự tham gia của các cơ quan chính phủ, các cơ quan tổ chức địa phương, các hiệp hội ngành hàng và đơn vị tổ chức hội chợ triển lãm, hội nghị lớn nhất Liên bang Nga trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Liên bang Nga, Expo Center. Tại hội thảo, Cục Xúc tiến Thương mại cho biết, hội chợ triển lãm được coi là kênh hữu hiệu để kết nối các doanh nghiệp, hiệp hội, các tổ chức của Việt Nam và Liên bang Nga. Hoạt động này có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ hội thiết thực cho các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá sản phẩm và thương hiệu, tiếp cận thị trường, xây dựng và phát triển mạng lưới phân phối tại thị trường Liên bang Nga, đồng thời góp phần thúc đẩy các hoạt động hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp hai nước. Tại hội thảo, các nhà chuyên môn về hội chợ triển lãm đã đưa ra những thông tin giải pháp tháo gỡ khó khăn về hoạt động hội chợ triển lãm để mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu rộng vào thị trường này.